Thưa quý vị và các bạn, trẻ tự kỷ từ lâu đã là vấn đề lớn của đời sống xã hội. Hiện nay thì chưa có một con số thống kê chính thức. Tuy nhiên, các số liệu từ nhiều nguồn thống kê cho thấy ở Việt Nam có khoảng 600.000 cho đến 1 triệu trẻ em tự kỷ. Cùng lúc đó thì cũng đã đặt ra rất là nhiều vấn đề về chính sách và việc giáo dục cho trẻ em có chứng tự kỷ. Mới đây nhất thì sau loạt bài điều tra của báo Vietnamnet, cơ quan chức năng đã buộc Tâm Việt phải chấm dứt hoạt động tiếp nhận, nuôi dưỡng cũng như là dạy kỹ năng cho trẻ tự kỷ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với mong muốn góp thêm một góc nhìn cũng như là giải pháp cho vấn đề này thì báo Vietnamnet đã tổ chức bàn tròn trực tuyến về chính sách, cách thức giáo dục cho trẻ tự kỷ với các vị khách mời. Tôi xin được giới thiệu bà Nguyễn Hoàng Oanh, Phó Giám đốc chuyên môn Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và phát triển ngữ âm trị liệu. Ông Ngô Dương, nghiên cứu viên Viện Nhà nước và Pháp luật và cũng là phụ huynh có con có chứng tự kỷ ạ. Và bà Phan Lan Hương là Phó Giám đốc và Trung tâm Nghiên cứu quyền trẻ em, hiện đang mở trung tâm hướng nghiệp cho trẻ em tự kỷ. Xin được cảm ơn ba vị khách mời đã tham gia bàn tròn trực tuyến ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Ngô Dương. Từ góc độ là phụ huynh của một trẻ có chứng tự kỷ thì ông có thể thông tin để cho mọi người có thể hiểu thêm được về trẻ tự kỷ cũng như là những khó khăn và vất vả mà ông và gia đình đã phải trải qua trong cái quá trình chăm sóc cho con của mình ạ. Thực ra thì không có phụ huynh nào sẵn sàng với cái việc là con mình có khuyết tật cả. Và chúng tôi khi mà phát hiện ra con có những biểu hiện bất thường thì rất là ngạc nhiên. Và cách tiếp cận đầu tiên là cũng chỉ nghĩ đây là những cái rối loạn, những cái bệnh lý nó đơn giản, nó thông thường về mặt y học thôi. Và mình nghĩ là mình cũng sẽ vượt qua. Thế càng ngày ấy, thì thực hiện các biện pháp chăm sóc con như đối với những cái trẻ bình thường khác thì chúng tôi thấy nó không có hiệu quả. Thế đây là một quá trình rất là dài mà thay đổi nhận thức. Thì khi thấy tình hình nó nặng hơn thì chúng tôi đi tìm tất cả các cái phương pháp khác nhau. Ai mắc cái gì chúng tôi làm như vậy. Và cũng mất gần một năm trời. Thì chúng tôi cũng loay hoay nhiều cái biện pháp, nhiều cái phương pháp khác nhau. Và trong đó mà mãi về sau này thì chúng tôi phát hiện ra rằng là những cái biện pháp mà chúng tôi áp dụng cho con là hoàn toàn không có căn cứ khoa học. Và thậm chí có những cái biện pháp còn là nguy hiểm đến cái sự phát triển bình thường của cháu. Cũng thật là may mắn là chúng tôi gặp được các phụ huynh đi trước và chúng tôi tiếp cận được những nguồn thông tin chính thống đáng tin cậy từ các quốc gia phát triển. Thì đấy cũng là một cái điều mà may mắn của lứa phụ huynh chúng tôi. Nó khác hẳn với những cái lứa phụ huynh trước đây, hàng là các phụ huynh đều phải tự đi tìm tài liệu và cũng mày mò và cũng thử nghiệm, thậm chí là có thử nghiệm những cái biện pháp mà nó rất là tốn kém, rồi nó nguy hiểm cho cái sự phát triển của trẻ con. Thì cái vất vả ấy, nó có nhiều thứ. Thứ nhất là cái sự kỳ vọng của chúng ta, của phụ huynh đối với cái sự phát triển của con mình. Vì chẳng ai sẵn sàng với việc là đón nhận con ơi con ra đây và con sẽ có khuyết tật. Cái điều đó chẳng ai sẵn sàng cả. Đấy là áp lực đầu tiên. Với chính bản thân mình, dường như mình đã làm một cái gì sai trái. Mình làm một điều gì có lỗi chăng để con cái phải như thế này. Áp lực thứ hai là từ gia đình, từ cái cộng đồng gia đình lớn hơn của mình. Với những cái chất vấn bên nội hỏi là gen giống nhà bên ngoại thế nào. Bên ngoại lại hỏi gen giống nhà bên nội thế nào. Những cái đấy rất ức chế. Và người thiệt thòi thì là chính là phụ huynh. Vì trẻ con lúc đấy nó chưa biết gì. Đặc biệt là phụ nữ thì người ta có thể là những bà mẹ thì có thể là không đủ cứng rắn như những ông đàn ông và người ta chịu áp lực rất là lớn. Thì sau đó thì cộng đồng rộng hơn chút nữa đấy là những người thân, bạn bè, những câu hỏi thăm nó vô tình thôi. Đấy, người ta hoàn toàn chân thành. Những câu hỏi thăm mặc dù chân thành nhưng nó lại là những cái tạo ra những áp lực buộc bố mẹ phải cố gắng. Mà trong khi là không có một cái hướng dẫn nào về cái việc là người ta phải cố gắng theo những cái chuẩn mực nào, theo những cái bước nào, theo những tiến trình nào và loay hoay. Có bệnh vái tư phương, ai bảo cái gì cũng theo. Và hậu quả thì chúng tôi vì chúng tôi may mắn, chúng tôi gặp được những cái phụ huynh mà người ta có kiến thức và tiếp cận được thông tin. Cho nên là chúng tôi không tốn kém như những nhà khác. Nhưng cũng có những cái trường hợp phụ huynh đã phải là nghỉ việc. Và nghỉ việc có nghĩa là không có thu nhập. Rồi bán các tài sản dự trữ, bán nhà, bán cửa, chạy chữa cho con, cuối cùng cũng không đem lại kết quả. Và chỉ đến khi mà người ta tìm thấy được cái thông tin chính thống, thì lúc đấy thời gian và tiền bạc đã mất đi rất nhiều rồi. Thực sự
đó là cái vất vả. Vâng, vâng thưa bà Nguyễn Hoàng Oanh, thì từ những cái hoàn cảnh mà đã gặp trên công việc thực tế thì bà có thể chia sẻ thêm về những cái câu chuyện cũng như những cái khó khăn mà bà đã từng chứng kiến không ạ? Dạ. Rất là chia sẻ với những tâm sự của anh Dương Ngô, thì đấy cũng là tâm sự của rất nhiều phụ huynh mà tôi đã gặp trong cái chặng đường làm công việc của mình. Rất là may mắn là anh Dương Ngô, như anh Dương Ngô nói, là có nhận được những cái lời tư vấn từ những phụ huynh đi trước, rồi gặp được những cái nhà chuyên môn mà nó kịp thời ngay giai đoạn mà con anh còn nhỏ, tức là đã được can thiệp sớm và tích cực. Thế nhưng mà ngược lại thì có rất là nhiều gia đình khi mà tôi gặp thì các con đã khá là lớn rồi, mà các bé đấy thì lại hoàn toàn là có tiềm năng có thể phát triển tốt hơn. Thế nhưng mà vì không tiếp cận được khoa học đúng đắn và gia đình cũng không có điều kiện, ví dụ như là ở những cái vùng rất là xa xôi, những cái vùng mà rất là điều kiện khó khăn cả về thông tin truyền thông lẫn điều kiện kinh tế và đi lại, làm cho các con không thể phát triển được hết cái tiềm năng của mình, lại nhận được những cái kỳ thị từ xã hội. Vì ở những cái vùng như vậy thì rõ ràng là nhận thức của những người xung quanh còn thấp hơn nữa, thì các con bị gọi bằng những cái từ nó rất là đau lòng mà tôi cũng không muốn nhắc đến ở đây. Và một cái điều đau lòng nữa tôi thấy là cái tỷ lệ mà cha mẹ chia tay nhau sau khi mà con được chẩn đoán là có chứng tự kỷ thì lại là một cái con số khá là cao so với những cái gia đình khác. Thì cũng có thể là do cha mẹ quá áp lực, không chịu nổi những cái áp lực từ chính gia đình người thân, hoặc cũng có thể là mâu thuẫn với nhau trong cái đường lối dạy con, lựa chọn những cái con đường nào đi cho con. Thì đấy cũng lại là một cái mất mát rất lớn đối với các bé có chứng tự kỷ. Bởi vì các bé đã có chứng tự kỷ rồi thì lại cần một cái sự đồng hành, một cái sự chung tay dạy dỗ của cả một xã hội cơ. Mà trong khi đấy hai cái người thân nhất của mình là cha với mẹ thì lại chia tay nhau, là con lại càng khó khăn hơn nữa trong sự phát triển. Và các bạn, đặc biệt là các bạn rối loạn phổ tự kỷ ấy, thì các bạn lại có cái khó khăn về sự kết nối, khó khăn về sự tương tác, mà lại bị thiếu mất một trong hai người thân nhất của mình, là cái hiệu quả can thiệp của các bạn cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Dạ vâng. Thế còn chị Lan Hương ạ, chị có chia sẻ gì không thêm không ạ? Thực ra thì những cái câu chuyện mà anh Dương Ngô và chị Hoàng kể chia sẻ với mọi người thì nó là cái vấn đề chung. Tuy nhiên thì không chỉ những cái vất vả của bố mẹ trong cái quá trình chăm sóc con cái hay là những cái thiệt thòi với trẻ, mà hiện nay bây giờ thì ngoài cái việc là tìm những cái phương pháp nào, những cái cách thức nào để hỗ trợ cho trẻ, để trẻ nó có thể là hòa nhập tốt hơn với cộng đồng, với bạn bè, thì còn rất là nhiều những cái sự băn khoăn, lo lắng và cái suy nghĩ rất là nhiều các bậc phụ huynh. Ví dụ như là đến cái độ tuổi trưởng thành chẳng hạn, rồi thì cái vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản, vấn đề về tâm sinh lý của trẻ như thế nào, vấn đề hướng nghiệp ra sao, và thậm chí là ngay cả những cái vấn đề liên quan đến an toàn cho trẻ tự kỷ như thế nào. Ví dụ như là tôi cũng được từng làm việc với cả một vài trường hợp trẻ bị xâm hại tình dục hay là bị bạo hành, thì đấy cũng là những cái nguy cơ mà bố mẹ trẻ cũng đang rất là suy nghĩ và lo lắng. Vâng, nhìn từ góc độ tổng thể của cả nước ấy, thì một cách ngắn gọn nhất thì bà Lan Hương có thể cho biết là hiện tại cái vấn đề trẻ tự kỷ đang ở mức nào trong đời sống của xã hội, cả về số lượng, tình trạng lẫn diễn tiến của vấn đề này không ạ? Thực ra thì trẻ tự kỷ thì hiện nay thì ở Việt Nam vẫn chưa có một con số nào thống kê cụ thể và chính xác về số lượng là bao nhiêu. Thế nhưng mà trên truyền thông, báo chí hoặc là những cái thông tin bên ngoài thì chúng ta thấy là cái số lượng phát hiện ngày càng tăng. Tuy nhiên là nguyên nhân thì hiện nay thì vẫn chưa rõ được là nguyên nhân do đâu mà dẫn đến trẻ có cái chứng hội chứng tự kỷ như vậy. Nhưng mà đương nhiên thì cái vấn đề mà cái tỷ lệ tăng cao thì cũng dẫn đến rất là nhiều những cái vấn đề khác kéo theo. Ví dụ như trường lớp, ví dụ như là cái cách can thiệp hoặc là những cái dịch vụ dành cho trẻ, cho gia đình như thế nào, chất lượng ra sao, thì nó cũng là một cái vấn đề mà mình cần quan tâm. Dạ vâng. Bà Hoàng Oanh ạ, bà có thể đưa ra ý kiến của mình về vấn đề này ạ? Thực ra thì ở các nước khác cũng rất là khó khăn để thống kê được cụ thể là con số mà các em bé bị tự kỷ. Tại vì có những bé thì ở giai đoạn sớm thì đang ở trong dạng diện theo dõi thì mình chưa thể chẩn đoán được. Thế đến khi mà bé đã đến tuổi chẩn đoán thì có thể bé đã thoát ra khỏi cái chẩn đoán đó. Đặc biệt là ở Việt Nam với cái tình trạng mà chẩn đoán chưa có một cái quy định rằng là ai là người được phép chẩn đoán là bé tự kỷ, và cũng chưa có một cái thông tư, một cái luật lệ nào đấy cho ghi một cách rất là cụ thể ấy, là bé từ bao nhiêu tuổi trở lên thì chúng ta được phép chẩn đoán là con tự kỷ, còn bao nhiêu đang ở dạng theo dõi. Thế nhưng tuy nhiên mà cái con số chung
mà CDC vừa mới công bố là xấp xỉ 50 trẻ thôi là chúng ta đã gặp một bé có hội chứng tự kỷ. Và đây là một cái con số rất là lớn. Với một cái con số lớn như vậy thì chúng ta không thể làm ngơ được nữa. Bởi vì nếu chỉ một ngành y hoặc một ngành giáo dục thôi thì là quá tải. Mà đây cần cả một cái sự chung tay của tất cả một cộng đồng để nhìn nhận lại cái sự tồn tại cũng như là cái sự phát triển của các em. Chúng ta có thể làm gì để nâng cao chất lượng cuộc sống của các em, chứ không đơn giản chỉ là dạy cho các em biết nói hay là biết đọc hay là biết làm một vài cái việc gì đó, mà là cả một cái con đường dài, là với một cái tỷ lệ lớn như vậy, chiếm đến 1/50 dân số, thì làm thế nào để những người đó họ vẫn hòa nhập được và họ lại còn có ích cho xã hội nữa, thì chúng ta mới không phải là một cái gánh nặng nuôi và chăm sóc đến tận lúc họ già, đúng không nào? Đúng không các anh chị? Vâng. Thực ra thì với một cái hiện trạng như vậy ấy, thì trước khi đi vào chính sách thì chúng tôi cũng muốn mời ba vị khách chúng ta cùng nhìn nhận về cái việc mà điều trị cũng như là giáo dục cho trẻ tự kỷ. Thì bà Hoàng Oanh, bà có ý kiến gì về vấn đề này? Ở bên ngành y tế thì với các chuyên ngành mà đang có sẵn, đang hiện hành, thì Bộ Y tế có quy định rất là rõ ràng về danh mục kỹ thuật. Tức là chuyên ngành nào thì sẽ được thực hiện những kỹ thuật nào. Và những kỹ thuật nào, những bệnh viện được đăng ký lên là làm thì bệnh viện mới được thực hiện những kỹ thuật đấy. Còn thì nếu như làm những danh mục mà không được phép và không có đăng ký và không có kiểm định về mặt khoa học cũng như là hiệu quả thì cái đó là sai luật rồi đối với bên ngành y tế. Ngay cả một trong bệnh viện mà khoa nọ thì cũng sẽ không được làm chồng chéo kỹ thuật của khoa kia. Thế nhưng mà rõ ràng là bên ngành giáo dục, bên ngành tâm lý thì có vẻ như là chưa rõ ràng lắm. Thì dựa trên cái sự mà chưa rõ ràng đấy thì tôi nghĩ rằng có rất là nhiều người ngây thơ hoặc là đục nước béo cò, họ lợi dụng cái chuyện mà chúng ta chưa rõ ràng về mặt luật lệ, về quy định đó, thì họ có thể đưa ra những cái phương pháp mà tự họ nghĩ ra, tự họ cho là có hiệu quả mà chưa hề được kiểm định, cũng chưa hề có nước nào công bố là đã nghiên cứu, và đặc biệt họ thì hoàn toàn không có kiến thức gì, không được đào tạo gì về chuyên ngành trẻ em rối loạn phát triển nói chung và trẻ tự kỷ nói riêng. Đó, thì dẫn tới rằng là nếu như các con mà vô tình không may các con gặp phải những người mà không được phép và không đủ khả năng làm cái công tác điều trị và can thiệp như vậy, thì rõ ràng các con thứ nhất là mất đi cái giai đoạn vàng, cái giai đoạn can thiệp tốt nhất của các con là bị mất đi. Cái thứ hai là tốn kém tiền nong của bố mẹ, và bố mẹ mất niềm tin, không còn tin rằng con mình có thể học tốt hơn, không còn tin là con mình có thể tiến bộ được, không còn tin là con mình có một cái biện pháp nào đấy mà nó phù hợp hơn mà con có thể tiến bộ được hơn. Cái đó là rất là nguy hiểm đối với tâm lý của bố mẹ trẻ có rối loạn phát triển, vì họ cần phải có một cái hành trình rất dài với rất là nhiều tư trang cũng như là năng lượng tích cực để có thể đi được trên cái con đường đó. Vâng, thế còn ông Ngô Dương ạ, cả một cái hành trình của ông bên cạnh con thì ông có những cái ý kiến như thế nào? Vâng, cái cách tiếp cận ban đầu của tôi thì cái tự kỷ nó, cách tiếp cận ban đầu của tôi nó bị sai. Tôi vẫn nghĩ đấy là một cái bệnh bình thường, và bệnh thì sẽ phải đến với bác sĩ. Rất không may cho tôi là những người có bằng bác sĩ thì là người ta lại thực hiện những cái biện pháp mà về sau tôi mới hiểu rằng đấy là những cái biện pháp nó không có hiệu quả gì. Hay chẳng hạn như là châm cứu rồi bấm huyệt, thậm chí cả một số bác sĩ nhưng mà người ta đã thực hiện các biện pháp gọi là y học, cái biện pháp can thiệp y tế thay thế, gọi là biện pháp CAM ấy, bị cam ấy, tức là những cái biện pháp mà không dùng thuốc mà không nằm trong y văn. Nó cũng không phải là vi lượng đồng gan của người Đức đâu, mà nó chẳng hạn như là khai mở luân xa, là nhân điện, có những bác sĩ là tác động đến con tôi thế. Thế thì người ta bảo là thì cũng về sau thì cũng có những người mà theo cái môn đấy, như gần như kiểu là khí công hay yoga thì đấy, nó khá là phức tạp. Thì người ta bảo là nếu không cẩn thận mà tác động sai thì con có thể là bị tâm thần. Thế thì cái chuyện đó thì mình tiếp cận là nó là bệnh, cho nên phải là y. Nhưng về sau ấy, thì tôi nghĩ rằng là sau khi tìm hiểu thì đúng thật, đây là một cái lĩnh vực thuộc sức khỏe, việc chăm sóc sức khỏe tâm thần. Do đó ngành y phải quản lý. Nhưng quản lý như thế nào? Thì thực sự là bản thân tôi là người mà nghiên cứu về luật thì tôi thấy rằng là những cái quy định mà như bác sĩ Hoàng Oanh có nói là ai được làm cái gì, là những cái biện pháp nào được phép tác động lên cơ thể con người ta. Vì sức khỏe người ta là bất khả xâm phạm mà. Chứ không phải là anh thích thế nào thì anh tác động lên cơ thể người ta. Cái đấy là họ, thứ nhất là về luật đã bị cấm rồi. Mà cụ thể hơn là trong ngành y người ta cũng là không cho phép cái chuyện đấy. Thế nhưng rất tiếc là đối với cái lĩnh vực mà rối loạn phổ tự kỷ ấy, thì rất tiếc là chúng ta chưa có quy định chi tiết. Thế chưa có quy định chi tiết rằng là đâu là những biện pháp được phép can thiệp, đâu là những biện pháp dứt khoát cấm, đâu là những biện pháp có thể tham khảo và kết hợp. Bà Lan Hương ạ, là có ý kiến gì? Ở Việt Nam mình
thì đang có cái sự chồng lấn. Ví dụ như là bên lao động thương binh xã hội thì quản lý về đối tượng, về con người. Bên giáo dục thì liên quan đến các chương trình học. Và bên y tế thì liên quan đến những cái test đánh giá hoặc là những cái quyết định liên quan đến cái việc là chẩn đoán xem trẻ có đúng là tự kỷ hay là một cái dạng nào đó khác. Đó, chính vì cái sự chồng lấn đấy cho nên đôi khi cái việc quản lý nó cũng hơi có những cái nơi là ví dụ như là nó lách đi chẳng hạn, hoặc là có những cái gì đó nó không có nơi quản lý gọi cụ thể tên ra thì rất là khó trong cái việc quản lý về cái chất lượng của những cái nơi trung tâm đào tạo như thế nào. Vâng, rõ ràng là để giáo dục một đứa trẻ bình thường thì đã là rất là khó rồi. Và với một đứa trẻ có chứng tự kỷ thì vấn đề này nó lại còn khó khăn gấp bội ạ. Ông Dương, ông có thể chia sẻ những cái trải nghiệm của ông trên cái quan điểm này không ạ? Điều này là hoàn toàn chính xác. Bởi vì thực ra thì dạy trẻ con ấy thì nó vốn dĩ là một cái việc mà thuộc về bản năng của con người thôi. Vì giáo dục là bản năng. Chúng ta có thể đấy là tức là truyền tải những khối tri thức, những cái kinh nghiệm, những kỹ năng từ thế hệ trước sang thế hệ sau, đấy là bản năng. Chúng ta nhìn con mèo nó bắt con chuột để cho con nó tập bắt chuột, đấy là giáo dục. Và cái giáo dục đấy là nó là một cái bản năng duy trì cái nòi giống ở cái cộng đồng động vật nào cũng vậy, cũng của con người. Thì như lúc nãy tôi có nói là cái bởi vì là cái giáo dục ý, thì cái đối tượng truyền đạt và đối tượng tiếp thu thì nó phải cùng một cái hệ quy chiếu nào đó, hoặc là cùng một cái nền tảng, cùng một cái platform nào đấy, hay là cùng hệ điều hành. Nhưng mà nó đã khác hệ điều hành, vậy làm thế nào? Thì khoa học về sư phạm cũng như là khoa học tâm lý rồi tâm thần học và thần kinh học thì người ta cũng đã có những nghiên cứu trong nhiều năm và đúc rút ra. Nhưng mà cái nguyên tắc của cái việc đào tạo đây là nếu như trẻ không học được theo cách chúng ta dạy thì phải dạy theo cách mà trẻ em có thể học. Cái đấy là câu của ông Lovas, người đã hình thành nên cái lý thuyết về can thiệp hành vi ứng dụng ABA đấy. Thì tất nhiên là đấy không chẳng qua là ông phát biểu trước thôi, nhưng còn cái tư tưởng về sư phạm, cái chuyện này đã có từ trước đó, thậm chí từ trước công nguyên, chứ chẳng qua là ông đấy diễn đạt nó theo một cách văn chương và cô đọng như vậy thôi. Thì cái dạy này nó phải dựa trên còn dạy trẻ em mắc chứng tự kỷ nó như thế nào thì cần phải trên những cái gọi là thử nghiệm thực chứng, chứ không thể bằng cái logic để chúng ta suy ra rằng là trẻ em nó thế này, nó ngược, nó có đánh trống trong đầu hay là những ù tai hay cái gì đấy thì mình phải là giảm nó đi. Cái chuyện đó là những cái suy luận về mặt logic, có vẻ là logic hình thức của những ông thầy lang phương Đông, điều đó nó không đúng, mà phải dựa trên thực chứng và dựa trên quan sát từng cháu một. Phải có cái giáo án được cá thể hóa, ghi chép dữ liệu đầu vào, sau một thời gian can thiệp nó có thay đổi hay không, tác động tích cực là gì. Vậy thì những đâu là những biện pháp tích cực, đâu là những cái biện pháp mà cần thiết phải thay đổi hoặc là bỏ hẳn nó đi. Thì cái chuyện này, ghi chép này nó đòi hỏi những nghiên cứu về, nó gọi là nghiên cứu thực nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát và được thực hiện trên cái mẫu rất là lớn, thì tối thiểu nó cũng phải là 40-50 mẫu thì mới có thể đánh giá được, chứ không phải là trên một cá thể. Thế thì chúng ta là một nước đi sau ấy, đấy là một cái lợi thế, bởi vì chúng ta không phải trả giá cho những cái thử nghiệm, không phải trả giá cho những cái sai lầm mà thế giới người ta đã mắc phải. Vậy đâu là những phương pháp, đâu là những cái biện pháp có căn cứ khoa học, người ta đã công bố rồi, cần thiết có một nghiên cứu tổng quan để chúng ta có thể là đưa ra cái chương trình trước hết là phục vụ cho công tác đào tạo, mà sau đó là cho việc thực hành của các thầy các cô trong cái việc là can thiệp và giáo dục trẻ em có chứng tự kỷ. Thì rất tiếc là cho đến hiện nay thì cái bên ngành giáo dục thì chúng ta lại không làm việc đấy. Trong lúc mà đang chờ các bộ máy chính quyền làm việc lại với nhau thì bố mẹ có thể làm ngay một cái việc mà không cần phải đợi ai cả, đấy là phải nâng cao nhận thức của mình. Cái đầu tiên là bố mẹ phải nâng cao nhận thức về bố mẹ hiểu tự kỷ là gì đã. Thế thì tự kỷ không phải là các con không nói được, cũng không phải là các con IQ thấp, cũng không phải là các con không thích chơi với mọi người, mà chúng ta phải hiểu rằng tự kỷ là các con có những cái khó khăn về rối loạn phát triển về chức năng não bộ, rối loạn về thần kinh, dẫn tới các con sẽ có những cái đặc điểm cốt lõi rất rõ ràng được ghi rõ trong DSM-5. Đấy là thứ nhất là các con suy giảm về giao tiếp xã hội, thứ hai là các con có những cái hành vi lặp đi lặp lại dập khuôn. Vậy thì khi nhìn thấy một con có những hành vi như vậy thì không thể là các con hư đó, và những hành vi như vậy thì chúng ta lại phải tiếp tục phân tích rằng con bị thiếu những cái kỹ năng gì. Khi con không nói được, con không trao đổi được, con không bày tỏ được những cái suy nghĩ và nhu cầu của mình thì con sẽ có những cái hành vi đó.
Và khi con thiếu những cái hành vi gì thì chúng ta phải dạy những hành vi đó thì con mới giảm hành vi đi. Hoặc bên cạnh đó là những hành vi đấy lại do những rối loạn về giác quan từ bên trong não bộ của con điều khiển cơ thể con như vậy, thì chúng ta sẽ phải có những cái bài tập mà nó can thiệp trực tiếp từ bên trong các cái giác quan đó để tập luyện cho các con giảm dần. Chứ không phải là bé nào cũng nhảy, bé nào cũng lăn bóng, bé nào cũng làm xiếc, cũng đi trên mảnh chai mà giải quyết được cái việc đấy. Cũng như không phải bé nào cũng cứ cháo thẻ tranh bảo nói đi mà các con nói được. Như vậy là cái rối loạn giao tiếp xã hội với những cái hành vi lặp lại của các con nó có cái sự liên quan với nhau. Tuy nhiên tự kỷ lại là một cái phổ. Có nghĩa rằng là nếu như bạn chỉ biết một em bé tự kỷ thì các bạn chỉ biết một em bé đó thôi. Bởi vì mỗi bạn lại rối loạn một cách rất là khác nhau. Chính vì vậy nên ngay từ khâu đầu tiên là khi các bác sĩ chẩn đoán, bác sĩ đã cần phải đưa ra được rằng là cái mức độ cần hỗ trợ của các bạn, của cái bạn bé đấy là ở mức độ nhẹ hay là vừa hay là cần hỗ trợ rất là nhiều. Sau đó dựa trên đặc tính của trẻ, dựa trên phong cách học tập của trẻ, dựa trên cái kiểu rối loạn của con mà thiết kế riêng một cái chương trình may đo dành cho con. Con như chúng ta nói rằng là một em bé tự kỷ thì sẽ cần rất là nhiều ngành cùng phối hợp can thiệp. Tuy nhiên tỷ lệ gia giảm giữa các chuyên ngành nó không giống nhau. Vâng, và dưới góc độ của một nhà giáo dục thì chị Lan Hân có ý kiến như thế nào? Thì cũng như là anh Dương Ngô hay là chị Hoàng Anh chia sẻ, thì không chỉ riêng trẻ có hội chứng tự kỷ mà ngay cả trẻ bình thường nhà mình cũng vậy. Mỗi một đứa trẻ thì đều có một cái tính cách khác nhau, có một cái cách tiếp cận xã hội và cách tiếp cận với mọi thứ xung quanh khác nhau. Thế thì cũng như là anh Dương Ngô nói rằng là nhiều khi tôi làm việc với trẻ, nhiều khi là mình có thể bắt theo mình được, mà là đôi khi là mình phải theo nó. Đôi khi mình theo nó, mình phải lựa theo nó, xem là cái cách tiếp cận của nó đối với xung quanh như thế nào, cách nó học như thế nào, và mình sử dụng những cái điều đấy để mình hỗ trợ cho các bạn ấy. Ví dụ như vậy. Thế thì cái việc mà giáo dục cho trẻ thì nhiều khi là cũng đòi hỏi các bậc phụ huynh phải nói như nào nhỉ? Phải thực sự là hiểu biết và thông minh. Phải biết cách lựa chọn, tìm kiếm những cái thông tin làm thế nào để tốt nhất, cập nhật nhất để hỗ trợ cho con mình. Như anh Dương Ôn nói lúc nãy rằng là gì, trên thế giới cái tài liệu về trẻ tự kỷ rất nhiều đó. Thế vừa rồi thì tôi cũng có đọc qua một vài cái vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản của trẻ, dành cho trẻ, đối tượng trẻ, thì thấy ở thế giới là từ những năm 2000 mấy nó đã có những cái bộ tài liệu rất là hay rồi, nhưng mà riêng về những cái lĩnh vực đấy ở Việt Nam hầu như chưa có một cuốn sách nào, chưa có một lĩnh vực nào mà cũng chưa có một cái chuyên gia nào nghiên cứu sâu và hỗ trợ cho cái đối tượng trẻ ở cái độ tuổi vị thành niên.